Vâng, xin chào anh em. Sáng hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn luyện thanh. Nếu các bạn luyện thanh thì chúng ta cứ tưởng là ngồi một chỗ để chúng ta luyện không bao giờ thành công đâu các bạn. Luyện thanh đây không phải là để làm ca sĩ hay để làm cái gì dữ dằn, đơn giản hát cho người ta nghe được rồi. Hát đủ cao độ, đủ trường độ. Vậy đây cao độ, trường độ là cái thứ gì? Nó là ví dụ như chúng ta hát này, đồ đô. Đấy, thằng đồ là cao độ, chứ một khoảng 8 ở dưới. Đỗ là một khoảng 8 trên. Đó gọi là cao độ, tức là nó độ cao thấp, giống như bậc thang các bạn. Còn mà trường độ, tức là cái độ mà độ dài của nó. Tức như là đồ 2, 3, 4, nó sẽ dài, nó 4 phách. Còn nếu mà đồ, nó ngắt liền, nửa phách chẳng hạn. Cái này nó liên quan đến nhịp. Thì mỗi cái nó đều có cái hay riêng của nó. Và hôm nay mình xin nói đến là cái luyện thanh này, các bạn dù khó đi bộ, các bạn cái phổi các bạn nó nở ra thì khi đó các bạn sẽ rất là tiện cho việc hát hò. Về một ngày các bạn làm như thế nào? Bạn đi cho mình khoảng 2 cây số. Tùy vào nếu mà ai mà bị suy tim thì hạn chế đi lại. Người suy tim thì họ rất là khó có thể hát, và cái nhịp thở của họ dễ bị phân tán. Thì chúng ta sẽ luyện, xong rồi chúng ta luyện dụ mì mà rồi no na mở cửa cho em. Mình về nhà bị nhốt ở ngoài rồi. Vậy nhé các bạn.